Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài. Và em chuyên đặc sản các vùng ở Lai Châu đó. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác. Đó là một chương trình sale trung thu ở bên em. Là khi mà các bác mua đám mài, tất cả các đơn đám mài hoặc là các bác mua hàng gì thì em đều miễn phí ship hết tất cả nhé. Ngay cả các bác mua đám mài em cũng miễn phí ship. Dù đám mài ship rất là cao nhưng em đều miễn phí ship đến ngày 15 tháng 9 dương này là hết chương trình miễn phí ship nhé các bác nhé. Nên là các bác mua hàng gì cũng đều được miễn phí vận chuyển hết ạ. Nhất là các bác mua đám mài. Tại vì hôm qua là em lên chương trình sale có chục viên đá thôi mà các bác mua hết sạch luôn. Và nhiều bác bảo là có đá mài sale không thì chụp cho anh. Thế em đã suy nghĩ và em bảo là thế thì nếu mà bởi vì những cái viên đá của em rất là ít lỗi, không có lỗi để mà có viên nào sale thì em bảo là vậy thì em quyết định sale bằng cách đó là em miễn phí vận chuyển tất cả các đơn, ngay cả các bác mua đá mài này em cũng miễn phí vận chuyển luôn. Và khi mà các bác trừ đi cái phí vận chuyển đấy thì những cái viên đá đấy nó cũng bằng với giá sale của em hoài rồi. Nên là các bác mua hàng, nhất là mua đá mài nên các bác nên tranh thủ trong 5 ngày này ạ. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 này, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 tối ngày hôm nay đến hết ngày 15 tháng 9 là hết chương trình sale của em nhé. Nên là các bác mua hàng gì thì em cũng đều miễn phí vận chuyển hết ạ. Miễn phí vận chuyển hết nha các bác nhé. Đó. Và em giới thiệu sơ qua về đá mài ở chỗ em này. Đá mài ở chỗ em bao gồm có đấy nhé, là có 4 loại cơ, nhưng mà cái loại phá nhỏ thì là phá thô. Đây, có 4 loại. Loại 1 đó là một loại phá thô như này các nhóc, độ grit nó rơi vào khoảng 400 grit ạ. 400 grit. Viên này là viên phá mài phá thô này, khoảng 400 grit, và số 2 đó là một viên mài phá khoảng 700 grit màu hồng này. Và số 3 đó là một viên mài mịn màu trắng, màu sữa này, khoảng 1.500 grit. Và cuối cùng đó là viên mài mịn xanh, khoảng 2.000 grit nha con nhé. 2.000 grit, đó là có 4 loại như vậy. Số 1 loại nhỏ này là 70.000 này các bác này. Còn giá của 3 loại này thì nếu là hàng 3 cân trên viên, 2 cân 8, 3 cân trên viên thì sẽ là hàng trong khoảng từ 2 cân 8 đến 3 cân trên viên thì giá là 120.000 một viên. Viên sữa, viên phá và viên mịn xanh thì giá đều bằng nhau. Và nếu mà hàng 2 cân rưỡi một viên, trên 2 cân đến 2 cân rưỡi một viên thì giá sẽ là 100.000 một viên. Hồi trước là các bác mua một cặp là 230.000 cả ship, đúng không ạ? Và ở video này em sale thì các bác mua một cặp thì các bác chỉ mất 200.000 miễn phí vận chuyển. Còn các bác mua một cặp một phá một mịn, hàng cơ bản là một phá một mịn 6 cân một cặp, bình thường các bác mua là 270.000 cả ship. Và hôm nay các bác mua ở video này thì giá chỉ có là 240.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc nha các bác nhé. Chương trình áp dụng từ video này đến hết ngày 15 tháng 9. Các bác mua bất kỳ sản phẩm gì ở bên em thì đều được miễn phí vận chuyển ạ. Đó là một chương trình em tri ân đến tất cả các bác. Trung thu là Tết thiếu nhi nhưng mà mình cũng phải ăn chơi và cũng phải sale các bác ạ. Và các bác mua hàng thì yên tâm mua sắm nhé. Về đá mài thì các bác yên tâm, chất lượng đá mài ở bên em là rất là nhiều bác đã dùng và phản hồi là anh mài dao rất là tốt, anh rất là ưng ý và giới thiệu bạn bè để mua và sử dụng. Nên là đá mài đấy các bác nhìn, hôm trước em quay rất là nhiều và em đóng đi vãn rất là nhiều rồi này. Đấy, phải tối này em mới quay được tại vì em vừa đóng đơn này. Đấy, đây là nãy em đóng được này, đóng được đơn để trả cho tất cả các bác ấy. Em vẫn đang đóng dở, chưa đóng xong mà em lên vội cái video này để bác nào mà còn nhu cầu đá mài hay là các bác còn lăn tăn về đá mài phí ship vận chuyển quá cao hay là muốn mua hàng sale thì các bác cứ mua hàng bình thường cho em, hàng bình thường nhưng em miễn phí ship nên là tính ra giá rất là rẻ. Em vừa miễn phí ship mà em còn trợ ship cho các bác nữa, tại vì những cái hàng đá mài này một cặp nó rơi vào 5 cân này, 6 cân thì phí ship, phí vận chuyển rất là cao. Nên là em bù luôn cho các bác mà còn bao luôn cả ship luôn. Đấy, rất là nhiều anh đã đặt hàng ở bên em. Đấy. Và em đóng đi thì em cũng đóng cẩn thận hai lớp cho các bác để hàng tới tay các bác
nó nguyên vẹn nhất có thể, đẹp nhất có thể, chứ không em không hề đóng hàng sơ sài đâu đấy, phải bọc xốp, bọc chống sốc đàng hoàng cho các bác. Và tiền đầu tư xốp và chống sốc của em thì cũng rất là nhiều, nhiều lắm nên các bác ạ. Đó. Bác nào mua hàng thì liên hệ em Hoài theo số điện thoại đó là 0352749419, và chương trình sale áp dụng với cả giao bếp, giao đi rừng nên các bác tranh thủ mua hết, mua nhá. Tranh thủ mua ạ. Đây các bác ơi, đây là một con dao chặt xương PT này. Và giá đang sale của con này bình thường là 200.000 một con, và giá sale ở trong video này con này là còn 150.000 một con, miễn phí vận chuyển. Này, con này 150.000, dao chặt xương PT đánh trừ nhíp xe ô tô, do người Mông đánh nhé các nhất. Trên dao sẽ có dấu PT. Dấu PT như này. Con này con chặt xương PT, giá 150.000 và đang áp dụng 150.000 miễn phí vận chuyển. Và các bác mua dao bếp, dao đi rừng thì em đều được miễn phí ship hết nhé các con nhé. Và em có phân chia ra hàng cán đẹp và hàng cán bị lỗi thì nó sẽ sale giảm hơn. Nào. Và hóa đơn em đóng cho các bác đây. Em đang đóng trả đơn, hoàn thiện trả đơn nhất, nhanh nhất có thể cho các bác. Nên các bác mà lâu có hàng thì các bác thông cảm cho em Hoài nhé, tại vì số lượng đơn rất là nhiều. Về em lại đi giới thiệu về đá mài, bốn loại đá mài nhé. Đá số 1. Số 1 thì em sẽ vào nước cái con số 1 này. Số 1 là một viên phá thô, bề mặt của nó sẽ thô hơn ấy. Thô hơn so với viên đá phá màu hồng. Đấy, bề mặt của viên số 1 là viên phá thô này, khoảng 400 g, giá 70.000 một viên. Số 1 này. Số 2 đó là một viên đá màu hồng. Đang quay trời tối các bác còn nhìn thấy cả bóng dao này. Đây. À đây, em sẽ để vào đây luôn này. Đây. Viên số 1 mài thô này. Viên số 1 mài thô nhé các bác nhé. Và viên số 2 là một viên mịn sữa. Viên mịn sữa này. Đấy. Viên mịn sữa nhé các bác nhé. Và đấy. Đây. Các bác nhìn này, màu của đá tự nhiên nó rất là nhiều màu sắc này. Màu vàng phá thô này, màu hồng là phá mịn hơn, màu trắng này là viên mịn sữa này, và màu xanh ở trong đây, màu xanh ở trong đây thì sẽ là viên viên mài mịn khoảng 2000 g. Viên này sẽ mài cuối cùng nha các bác nhé. Mài theo thứ tự đó là, nếu mà dao cồn thì mình mài phá thô, còn bình thường mình sẽ mài từ phá mịn hơn này đấy đến viên mịn trắng này, hoặc là các bác mài luôn vào viên xanh kia, bởi vì viên mịn trắng này là em mới khai thác được đó. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em Hoài theo số điện thoại là 0352749419. Và các thông số chi tiết hoặc là test dao đá mài tự nhiên thì các bác có thể xem ở video khác của em, đều có hết ạ. Và ở video này em chỉ khoe cái chương trình free ship tất cả các đơn hàng của em Hoài sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 9 tháng 9 ngày tối ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 9 là kết thúc. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video ạ. Xin chào tất cả các bác.